Nhà riêng của đương kim bí thư chi bộ Triệu Thị Sa ở thôn Thanh Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây không chỉ là nơi ở, nơi sinh sống của các thế hệ trong cùng một gia đình, mà còn là nơi gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu của các thành viên câu lạc bộ hát then đàn tính xã Tân Thanh, do bà làm chủ nhiệm, với đầy ắp tiếng cười vui sau những ngày làm việc vất vả. Là người đam mê hát then đàn tính từ khi còn nhỏ, năm 1992, từ khi rời quê hương Cao Bằng vào làm ăn lập nghiệp trên vùng đất mới Tân Thanh, Lâm Hà, bà luôn mang theo bên mình những thanh âm giai điệu đặc thù của đồng bào Tày Nùng và luôn giữ lửa, nuôi dưỡng nó bằng tất cả niềm tự hào. Dù rằng hàng ngày, bà cũng khá bận rộn với công việc xã hội, công việc gia đình, kể cả những việc có tên và không tên. Năm 2015 thì về hưu, thì được địa phương, được bà con lối xóm, được địa phương thì tín nhiệm, thì làm cái bí thư chi bộ từ năm 2017. Và cũng năm 2017 thì cũng được biết là trong cái xã Tân Thanh này có một số chị em biết đàn tính, biết hát then. Và trong đó thì có cô Hoàng Thị Kẹn là người mà đầu tiên có cái đàn tính đầu tiên nhất trong cái xã Tân Thanh, và cô ấy đàn được. Lúc đó thì tôi cũng tìm đến với cô ấy và tập cũng tập, rồi sau đó bàn với cô ấy là thôi bây giờ xin đề nghị về xã để thành lập câu lạc bộ. Là người sáng lập ra câu lạc bộ hát then đàn tính xã Tân Thanh từ những ngày đầu, đến nay mặc dù đã nghỉ hưu, hiện đang cán đáng công việc của chi bộ thôn Thanh Bình và đã ngoài cái tuổi lục tuần. Thế nhưng lúc nào bà Triệu Thị Sa cũng rất say sưa, tràn đầy nhiệt huyết. Bí thư chi bộ thôn Thanh Bình luôn mong muốn câu lạc bộ hát then đàn tính của xã sẽ ngày càng phát triển, lớp trẻ biết kế thừa và phát huy vốn quý của đồng bào mình, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày Nùng đến với xã hội, với cộng đồng. Từ 17 thành lập đến năm 2019 thì có cái cuộc thi dân ca nhạc cổ truyền ở nhà văn hóa lao động tỉnh ấy, do anh Đương phụ trách ấy. Thì hôm đó đi thi thì cũng hát bài về Lâm Đồng quê nọ, một cái tiết mục duy nhất nhưng mà cũng được giải cao. Thế là đấy là một cái động lực nữa, động viên nữa để chúng tôi lại tiếp tục hoạt động. Hơn 30 năm sinh sống, công tác và gắn bó với mảnh đất này, bí thư chi bộ, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính xã Tân Thanh, Triệu Thị Sa đã trải qua nhiều công việc khác nhau cho đến lúc nghỉ hưu và đã có nhiều đóng góp thầm lặng cho xã hội và cộng đồng, được các thế hệ trân quý và dành cho những tình cảm tốt đẹp, được các ủy chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Sau khi được nhà nước cho nghỉ hưu thì về cô tiếp tục tham gia các hoạt động của xã, trong đó cô nhiều năm là bí thư chi bộ của thôn Tây Bình. Bên cạnh là bí thư chi bộ cũng như là công tác hoạt động cho xã, cho thôn thì cô còn là chủ nhiệm câu lạc bộ hát then của xã, là một những người mà có vai trò lớn trong sự nghiệp giáo dục của địa phương, cũng như là người truyền lửa cho các em trong cái giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc của xã nhà. Với những đóng góp thầm lặng đó, bí thư chi bộ Triệu Thị Sa đã được tôn vinh vì đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Có thành tích xuất sắc đột xuất trong phong trào thi đua yêu nước tại Lâm Đồng năm 2023. Và mới đây, bà vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng được tôn vinh tại liên hoan gặp mặt điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vào tháng 6 năm 2023.